Shop Tuấn Lan lại gặp lại các bác trong một cái video. Xin chào toàn thể các anh em. Hôm nay shop xin giới thiệu với các bác một cái sản phẩm. Đó là cái sản phẩm băng keo ngụy trang. Như các bác thể thấy đây, số lượng bên em về nhiều. Băng keo ngụy trang này thì các bác mua về có thể dùng chơi COD, hoặc các bác có thể quấn những cái cành xào treo chim cung ấy, treo xào màu xích chè. Tại vì bây giờ trên thị trường bán những loại xào inox cũng rất chi là nhiều, nhưng các bác mua những loại này về để cuốn xào cho nó đỡ lộ rất chi là ok. Về màu sắc thì cũng có rất chi là nhiều màu nha các bác. Đây, màu sắc rất chi là nhiều màu. Bên em có tới đây 1, 2 này, 3 này, 4, 5 màu cơ. Nhưng các bác mua hàng thì cứ alo trực tiếp, lấy loại màu gì, màu dàn gì, màu lá cây hay là màu ngụy trang thì các bác cứ alo trực tiếp ở bên shop. Shop sẽ gửi hình ảnh và đúng màu cho các bác. Về giá cả thì bên em đang bán cuộn băng keo này với giá là 130k, đã bao gồm phí vận chuyển. Em nhắc lại là 130k, đã bao gồm cước phí. Các bác nhận hàng và thanh toán tại nhà, không cần đặt cọc. Nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán với nhân viên bên bưu cục. Các bác vui mua hàng thì để lại số điện thoại hoặc alo trực tiếp với shop theo số điện thoại shop đã ghi ở trên tiêu đề cạnh video nhé các bác. Cạnh video shop lúc nào cũng đăng video nào cũng shop cũng đã để lại số điện thoại, nên các bác rất gì là dễ dàng tìm và tìm được số điện thoại của shop. Bên em nhận ship toàn quốc, các bác mua hàng thì cứ alo trực tiếp ở bên shop nhé. Và các bác nhớ đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để theo dõi những cái video, những sản phẩm mới mà shop sẽ bán trong thời gian sắp tới. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn các bác trong những cái sản phẩm mới của shop em sẽ giới thiệu trong thời gian sắp tới. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác.